giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hé lộ bí mật đằng sau khối tài sản kết xù của doanh nhân Phượng Chanel. Dù không phải người của showbiz, thế nhưng tên tuổi của Phượng Chanel lại không hề kém cạnh nghệ sĩ nào. Cô càng nổi tiếng hơn khi công khai mối tình với nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Thế nhưng mới đây có nguồn tin cho rằng cả hai đã chia tay sau 6 năm gắn bó. Nói về Phượng Chanel, cô được biết tới là một nữ doanh nhân thành đạt và là đại gia chính hiệu. Sở dĩ biệt danh Phượng Chanel dính lấy cô vì sở thích đam mê đồ hiệu, đặc biệt là thương hiệu nổi tiếng đắt đỏ nhất nhì thế giới Chanel. Cô có nền tảng học vấn khá tốt khi từng theo học chuyên lý của trường chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa. Ngôi trường vốn nổi tiếng là lò đào tạo nhân tài với biết bao thế hệ đã thành danh. Trên danh nghĩa cựu học sinh chuyên Lam Sơn, chẳng có gì ngạc nhiên khi cho rằng Phượng Chanel có học vấn không phải dạng vừa. Bằng chứng là với các kiến thức nền tảng cùng tổ chức thông minh quyết đoán, cô đã nhanh chóng gây dựng thành công sự nghiệp của mình. Phượng Chanel không chỉ tham gia vào kinh doanh bất động sản, resort, cô còn đầu tư vào lĩnh vực giải trí, đứng sau các sự kiện lớn nhỏ của showbiz và ngồi trong hội đồng quản trị của các công ty giải trí lớn. Trong đó có thể kể đến ba công ty giải trí hàng đầu do nữ doanh nhân sáng lập và làm chủ tịch hội đồng quản trị là công ty Siêu Sao do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng làm giám đốc, công ty Tài Hoa Việt có giám đốc là siêu mẫu Xuân Lan và công ty AC do chính cô điều hành. Cũng chính bởi vậy mà cô khá nổi tiếng trong giới là có mối quan hệ tốt với nhiều nghệ sĩ khiến dân tình thán phục. Sở hữu khối tài sản khủng, Phượng Chanel không ngại dốc hết tiền để đầu tư cho con gái học hành. Hiện tại, nữ doanh nhân có ba cô con gái. Bé đầu tên là Susu, 18 tuổi, con gái thứ hai là Suri, 11 tuổi, và con bé út chính là con chung với Quách Ngọc Ngoan, hạ sinh năm 2019. Được mẹ chu cấp, các con của Phượng Chanel đều học tại trường quốc tế với mức học phí vô cùng đắt đỏ. Susu hiện đang du học tại Mỹ, trong khi đó Suri học trường quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội. Ngôi trường được đánh giá là một trong hai trường quốc tế Liên Hợp Quốc trên thế giới có học phí dao động từ 12.570 đô cho đến 30.880 đô, khoảng 289 đến 711 triệu đồng. Tùy theo từng cấp học, bên cạnh đó các chi phí phát sinh như đi dã ngoại hay hoạt động ngoài trời đều do phụ huynh tự chi thêm. Phượng Chanel rất chú trọng việc cho các con tiếp xúc với tiếng Anh từ sớm. Như bé Suri đã được học từ năm 3 tuổi, ngoài ra còn bồi dưỡng thêm cả tiếng Pháp. Bên cạnh việc học hành trên trường, Phượng Chanel cũng muốn thúc đẩy năng khiếu nghệ thuật của các con và cho các bé học thêm piano, violin. Cô cũng không ngại chi tiền cho con gái đi du lịch, nghỉ dưỡng thường xuyên và xả hơi sau những giờ học căng thẳng. Với cách giáo dục của mẹ, cả Susu, Suri đều toát lên vẻ tự tin. Cô bé Suri còn từng có thời gian gây bão cộng đồng mạng với đoạn clip review khu resort có giá hơn 100 triệu đồng một đêm. Dân mạng cũng không khỏi cảm thán khi nhìn cách Phượng Chanel nuôi dạy con. Thời gian gần đây, cái tên Phượng Chanel liên tục xuất hiện trên mặt báo vì chuyện đường ai nấy đi với Quách Ngọc Ngoan. Tôi và anh Ngoan đã chính thức chia tay được một thời gian, cả hai cũng chưa từng đăng ký kết hôn như mọi người đồn thổi. Trước đó, cô mới khoe hình chụp con gái chung với cả hai trên trang cá nhân. Dân tình hy vọng rằng dù hết duyên, thế nhưng cặp đôi vẫn chung tay để chăm sóc con. Sau khi xác nhận chia tay, Phượng Chanel đăng loạt ảnh siêu sexy trong một chuyến nghỉ dưỡng. Có lẽ với bao nhiêu năm lăn lộn chốn thường trường, cô cũng đã học được cách chẳng để lại nỗi buồn nào trong mình, không mất quá nhiều thời gian để vực dậy hậu đường ai nấy đi. Đi cùng nữ đại gia là một bé gái khoảng 2-3 tuổi được cho là con chung của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan. Nhìn vào thành tích cũng như gia tài đồ sộ của Phượng Chanel, dân tình không khỏi thán phục. Bạn nghĩ sao về nữ doanh nhân này? Hãy chia sẻ bên dưới bình luận nhé! Và các bạn đã quan tâm và theo dõi video, hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.